Khán giả hào hứng trước thông tin phim của Song Joong Ki có thể sản xuất mùa 2. Bộ phim Cậu út nhà tài phiệt có thể sẽ được sản xuất mùa 2. Còn nhớ hồi cuối năm ngoái, bộ phim Cậu út nhà tài phiệt Reborn Rick do Song Joong Ki và Lee Sung Min đóng chính đã tạo nên một cơn sốt cực kỳ lớn. Thậm chí, nó còn trở thành tác phẩm giúp diễn viên gạo cội Lee Sung Min giành giải nam chính xuất sắc nhất hạng mục truyền hình tại Big Sang 2023. Thực tế, nhân vật Jin Jang Keun Do Lee Sung Min thủ vai là cái tên được khán giả yêu thích nhất hơn cả nhân vật Jin Do Jun của Song Joong Ki. Chính vì thế, ekip sản xuất đang thảo luận việc sản xuất mùa tiếp theo cho phim với nội dung kể về những sự kiện Jin Jang Keun đã trải qua trong quá khứ, trước khi tạo nên Sun Yang và biến nó trở thành tập đoàn tài phiệt hàng đầu Hàn Quốc. Dự kiến, bối cảnh của phần tiền truyện sẽ là thời kỳ thuộc địa Nhật Bản. Được biết, vai nam chính Jin Jang Keun nhiều khả năng vẫn do ngôi sao 54 tuổi đảm nhận. Đây là điều dễ hiểu bởi ở mùa 1, dù Song Joong Ki đóng rất tốt nhưng chính Lee Sung Min với diễn xuất vô cùng ấn tượng mới là linh hồn của phim.